Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta, chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày. Quý vị khán giả thân mến, nhiều chị em có số đo vòng 3 và phần đùi không được đạt tiêu chuẩn nên đã chọn giải pháp bằng cách chọn lựa trang phục để tạm thời che đi khuyết điểm này. Nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời, chứ về lâu về dài thì không có hiệu quả. Mời quý vị hãy đến với những bài tập đặc biệt dành cho vòng 3 và phần đùi để quý vị khán giả có thể lấy lại vóc dáng tự tin và thon gọn của mình. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Ngọc Diệp và Thúy Uyên rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Đẹp Hơn Mỗi Ngày. Chị Thư Yên thân mến, những nguyên nhân nào khiến cho vòng 3 và phần đùi của chị em phụ nữ kém săn chắc ạ? Có rất là nhiều nguyên nhân, cái do cái thói quen vận động của mình, phần nữa là do cái vấn đề sinh sản sau khi sinh nở thì là các chị em cũng lơ là cái việc tập luyện, hoặc là do cái cơ địa của mỗi người nó sẽ dẫn đến cái việc mà mông không được săn chắc như ý muốn và cái phần hông, phần đùi sẽ nở nang ra to hơn bất thường so với thời con gái. Thì những cái nguyên nhân đó cũng là một trong những cái mà điều mà làm cho cái mông đùi của mình không được gọn gàng. Cái điều mà em muốn nhắc nhở quý vị luôn luôn là cái chế độ ăn, bởi vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái sự phát triển cơ thể của mình. Quý vị khán giả, nếu như có vòng 3 và đùi không được như ý thì cũng hãy yên tâm, hãy ngay lập tức theo dõi chương trình này và những động tác của huấn luyện viên Thúy Uyên sẽ giúp cho quý vị cảm thấy tự tin hơn. Nếu quý vị tin tưởng vào những bài tập Thúy Uyên thì quý vị đừng rời màn hình và hãy cùng tập với Thúy Uyên một vài động tác cho mông đùi nhé. Động tác thứ nhất, hai tay nắm với nhau phía trước ngực, bắt đầu chân trái sẽ trụ và đá vòng chân phải lên cao, ra trước sang phải rồi hạ xuống để khuỵu gối, người hơi gập về phía trước và đẩy dài mông ra sau. Tiếp theo thì chúng ta đứng thẳng chân trái, chân phải co gối lên sát bụng, khuỵu gối chân trái, đồng thời chân phải đưa ra sau, chéo qua bên trái, sau đó ta đứng lên và tiếp tục làm lại. Chúng ta sẽ đổi bên và làm mỗi bên từ 10 đến 15 cái. Lưu ý khi tập động tác này thì quý vị nên cố gắng giữ thăng bằng khi mà chúng ta đưa chân chéo ra sau và chúng ta giữ người không quá sâu xuống so với mặt đất và giữ người thật cao và siết phần bụng ở giữa. Khi mà chúng ta siết bụng để thực hiện động tác này thì chúng ta sẽ giữ được thăng bằng và chúng ta sẽ thực hiện động tác dành cho mông đùi một cách hiệu quả và tối đa hơn. Với động tác thứ hai thì chúng ta sẽ đứng hai chân dang rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối đẩy mông ra sau giống như ngồi xổm và hai tay đưa dài ra phía trước. Tiếp tục là chúng ta sẽ nhảy bật lên, duỗi thẳng gối và duỗi mũi chân ra, tay cũng duỗi thẳng theo thân người, người hơi gập lại phía trước một chút xíu. Và chúng ta cứ tiếp tục nhảy liên tục như thế trong vòng 30 giây. Lưu ý là khi mà chúng ta nhảy thì toàn bộ thân người chúng ta cũng phải siết, đặc biệt là phần mông đùi là phải duỗi thật thẳng, duỗi đến mũi chân luôn thì động tác này mới có thể tác dụng lên phần đùi, phần mông của quý vị. Hy vọng là bài tập mông đùi này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy tự tin hơn và chúng ta sẽ thực hiện mỗi ngày để lấy lại cái số đo mà chúng ta đã từng có. Bạn thân mến, giờ thì chúng ta đã hoàn toàn yên tâm bởi những bí quyết mà huấn luyện viên Thúy Uyên vừa chia sẻ đã giúp cho vòng 3 và phần đùi của chúng ta trở nên thon gọn và hoàn toàn có thể tự tin với vóc dáng của mình. Xin cảm ơn nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên đã tài trợ cho chương trình. Ngọc Diệp và Thúy Uyên xin chào và hẹn gặp lại.